mũi đàn cơ đặc biệt. Cha giả ơn cho tất cả các con, hôm nay cha đến đây để chứng đàn. Và đây là một đàn cơ mà cha đặc biệt dành riêng hồng ân cho phái Vu Vi Huyền Bí. Từ trước tới nay các con chưa hiểu cha về cơ bút. Đây là một dịp cho các con biết thêm để thấy rằng vạn pháp cũng quy nhất mà thôi. Bây giờ các con lo sửa soạn hầu đàn. Thầy Lai Lâm chào mừng kim thân của ta đây. Chào các con nam nữ Vô Vi Đại Pháp. Chào nam nữ Hiệp Thiên Nguyên Căn. Thầy ban ơn lành cho tất cả các con. Hãy an tọa. Này các con, thầy là chúa tể càn khôn vũ trụ, ngự tứ đàn tiền. Nơi trời Âu danh hiệu của thầy là Đức Chúa Trời đó vậy. Tam giáo tòa đóng ấn chiếu phê. Mấy chục niên nay rồi thầy cho các chi phái xuống trần độ quần sanh, nhưng các con chẳng làm tròn sứ mạng, trở lại chia bảy xẻ ba. Đến hôm nay thầy chọn kim thân rất tốt để tiếp vào cơ quy nhất. Này các con ơi, ngài thầy khai đạo tá nhiều danh xưng mỗi nơi mỗi khác nhau, như phước đức tiên ông, kim viết cao đài, quyền khung thượng đế, ngọc hoàng thượng đế, và đây đức tốt tài lành chọn sĩ nhu, chúa cha thương trẻ lại còn ra, trời ông xuống thế vì con dạy, cứu cánh quần sanh thoát cảnh tù, phán thủ đức chúa trời cứu thế. Hôm nay thầy xưng danh ra đây để cho các con rõ, thầy là chúa cha. Công trình cực nhọc dùng quyền diệu cơ bút và tá điển kim thân để dìu dắt các con từ thành thị đến thôn quê và khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Đã mấy chục niên nay rồi thầy đã cho các chi phái xuống trần quyến hóa quần sanh, đến nay đã đến muôn cuối cùng không còn chần chờ được nữa. Các con phải tu tâm sửa tánh để quy nhất tương đồng. Các con khá biết rằng đạo nào cũng của thầy ban ra, cho nên các con phải cố gắng cùng lõ tu tâm sửa tánh. Không nên phân biệt thấp cao, không nên rẽ chia chi phái. Các con nghĩ xem ngoài chợ đời buôn bán vật dụng cần dùng, còn phải làm nhiều thứ nhiều kiểu khác nhau tùy theo sở thích của người mua. Huống hồ gì thầy đây vì muốn cho các con tu để nguyên trở lại, nên thầy dùng đủ mọi phương tiện với màu sắc tôn giáo chi phái phong phú đa dạng để khuyến độ mấy ức linh căn. Nếu nhân loại hôm nay giàu cho chưa được toàn thiện toàn mỹ, nhưng các con biết hồi tâm quay về quy nhất bổn thì thầy rất vui mừng. Đừng chia rẽ, đừng tị hiềm, đừng bao giờ chê rằng đạo người thấp, đạo mình cao. Vì đạo nào cũng của thầy ban xuống tất cả để các con. Tùy sở thích các con hữu duyên gặp tôn giáo hay chi phái nào phù hợp với trình độ tiến hóa, thì nương vào đó mà tu tâm sửa tánh. Nếu lòng các con chánh, lỡ gặp đạo tà thì cũng vẫn chánh cho. Nhưng ngược lại lòng các con tà dù gặp đạo chánh thì cũng thành tà thôi con. Các con hãy khá nhớ, người tu hành phải hòa đồng, tương thân tương ái, tam công tứ lượng cho đầy đủ. Các con có biết tam công tứ lượng là gì không? Tam công là công phu, công quả, công trình, và tứ lượng là tứ vô lượng tâm, tức từ bi hỷ xả đấy các con. Các con đừng ganh tị, đố kỵ, ngã mạn, cống cao, chấp rằng mình lúc nào cũng hơn người và người luôn luôn thua mình. Các con phải hòa đồng, lấy lẽ trung dung mà ở đời. Được như vậy dù các con chưa thành tiên tác Phật, nhưng cũng đáng gọi là hiền triết sĩ nhân, gương lưu lại cho đời bia vạn sử. Đạo của thầy chỉ có một mà thôi, phân chia là bởi tại lòng chúng sinh cố chấp, nên thấy có sai biệt thấp cao đấy thôi. Vậy thầy ban ân lành, giả từ nam nữ mỗi con, ngòi son thầy viết vẫn còn tuổi tên, thương con thầy nhớ nào quên, dù cho vạn dặm không quên con hiền. Thánh huấn của Đức Thượng Đế trong buổi đàn tại tư thất của bà TTN. Cha giả ơn cho tất cả các con, cha phải lâm trần chịu trăm cay ngàn đắng để thức giác cho chúng sinh quay về nguồn cội. Nó từ đâu tới? Từ nguồn cội nó ra đi, rồi phải có ngày trở lại. Nhưng nó mê trần, nhiễm trần, trải qua biết bao niên kỷ, bao kiếp sống trong chu trình tiến hóa của nó. Vì ô nhiễm nên quên nguồn cội, rồi tạo nghiệp lực để nghiệp lực lôi cuốn dẫn dắt trong bể trầm luân. Cha kêu gọi biết bao nhiêu âm ba của đại hồn sẽ gọi các linh tự, các tiểu hồn hãy quy nguyên. Nhưng các con của cha cứ mãi miết mê theo tiếng gọi của trần gian, nên không nghe thấy tiếng gọi thiết tha của cha mỏi mòn trông chờ.
Chúng mê muội không chịu xuống đò sang bến giác. Cha xót xa nên không đành ngồi yên tọa vị, phải lâm phàm để kêu gọi các con. Vì âm thanh thiên điển réo gọi chúng vẫn không cảm nhận được, nên bấy lâu cha mượn cơ bút, nay đành mượn kim thân tứ đại để ân cần nhắc nhở các con. Vì nó thấy cha quá xa xôi với nó, ý niệm về cha thật quá vô cùng tận, thật quá vĩ đại, nên nó không thể nào hình dung ra cha nó để nhớ cha nó. Siêu điển vô vi vẫn không giúp nó cảm nhận được, cha đành mượn thân xác hữu vi để kêu gọi nó về. Cha đã dùng biết bao nhiêu phương tiện để dẫn dắt nó. Cho đến hôm nay, muôn mạt kiếp đã đến rồi, mà đứa mê còn quá nhiều, đứa tỉnh quá ít. Lần này không về kịp thì phải chờ đến 7 ức niên sau mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên cha phải lâm phàm để vớt nó, kêu gọi con trở về với cha thật của nó. Trần gian dâu bể lắm đổi thai, nhưng nhìn những dâu bể đổi thai này, nó vẫn chưa thức giác. Khi làm tỷ phú, lúc làm thằng khốn khổ tay không, trần gian đó giả tạm là vậy đó. Thế mà các con của cha vẫn chưa thức giác. Các hạnh phúc của trần gian mà các con thiết tha bám víu, đó chính là mầm mống của khổ đau là giả tạm thôi con. Vinh bao nhiêu là nhục bấy nhiêu, vinh của ông tướng là cái nhục của thằng tù, vinh của ông tỷ phú là cái nhục của thằng trắng tay. Tất cả những thứ đó là để dạy cho các con thức giác, để thấy trần gian là giả tạm để lo tu mà trở về. Nhưng có mấy đứa thức giác đâu con, nó vẫn sợ vàng nó mất, nhà nó mất, của nó mất mà không chịu lo tu. Cha bảo lo tu, lo bòn phước đức, đừng có bòn vàng. Bòn cái gì người ta không lấy được, nó không nghe. Chỉ lo bòn những thứ mà người ta lấy được, thì có lúc vẫn phải phủi tay thôi con. Tất cả hạnh phúc trần gian đều là mầm mống đau khổ. Hãy tìm về hạnh phúc thật, tức là về siêu nhiên, để vượt thoát cái bể trầm luân mà chúng sinh đang ngập lặng. Trước đây các con mãi mê cầu danh cầu lợi, kêu xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo thì mấy đứa chịu nghe. Nó không đủ hùng tâm để làm việc đó, nên màn này cha xả dùm cho nó. Nó nói nó mắc bận làm ăn. Điển thanh chỉ có thể tích tụ vung bồi được do sự phấn đấu với tội lỗi, lo tu tiến giữ trường chai giới cấm và giữ sự thanh tịnh nội tâm trong cơn loạn động khảo đảo bằng thiền định hoặc bằng niệm Phật kiên trì. Điều đó mới có thể giúp cho các con giải quyết một cách sáng suốt mọi bài toán khó trong cơ khổ hiện tại bằng sự bình an của nội tâm, như hoa sen vẫn tươi nở hồn nhiên trong biển nghiệp rực lửa khốc liệt của trần đời. Nếu cứ rầu buồn sầu khổ luyến tiếc hoặc hy vọng, rồi tìm cách lánh khổ sợ khổ, kiếm ghe chiếm tàu trốn đi, thì đâu có giải quyết được gì các con. Vì nếu có chỗ trốn nghiệp hoặc tránh khổ được, thì ác từ lâu đã có sẵn một cảnh thiên đàng tại quả địa cầu này, với cảnh sống trường sanh bất lão, không chiến tranh, không thiên tai địa ách, sung sướng đời đời vĩnh cửu rồi. Cho nên cha e rằng đi thì dễ, nhưng tới lúc về thì không tiện được nữa đâu các con. Đứa nào thức tỉnh giác ngộ hồi đầu lại thì không cần phải trốn đi đâu cả, mà hãy trốn trong phước đức do chính mình cố gắng vun bồi bằng công quả, bằng trường chai giới cấm, và trốn trong nội tâm an tịnh nhờ biết thiền định, biết niệm Phật kiên trì. Nghĩa là các con chỉ có thể trốn trong một nơi duy nhất an toàn, là trốn trong phước đức và trong nội tâm tự tại của chính mình trước mọi nghịch cảnh khảo đảo mà thôi. Rồi đây chết chóc khắp mọi nơi, không phải chỉ chết ngoài sa trường mà hậu phương cũng chết, ở đâu cũng bị nghiệp sát hoành hành cả. Các con khá biết rằng cơ này chỉ có thanh điển mới hóa giải và chở che được thôi, nên phải cố gắng vun bồi và duy trì thanh điển bằng phước đức và nội tâm an tĩnh nghe các con. Các con nào biết nghe lời nhắn nhủ ân cần tha thiết của cha mà vun bồi và giữ gìn thanh điển thì sẽ qua cơn đại khảo kỳ cùng không khó đâu con. Rồi thế giới cũng phải vậy, mà còn khổ hơn Việt Nam nữa. Việt Nam chịu nhồi quả trước, rồi tới toàn cầu thế giới, không có chỗ nào khỏi. Đừng có tưởng qua đó rồi hưởng được sung sướng đâu, vì nếu nghiệp nặng thì ở đâu cũng khổ thôi con. Nên các con hãy mau mau thức tỉnh giác ngộ lo tu tiến đi. Hãy gấp rút ăn trường chay giữ giới và tham thiền hay niệm Phật ngày đêm. Và nếu dư tiền của rỗi thời giờ thì nên làm phước bố thí phóng sanh để tạo thanh điển và giữ thanh điển. Những phương tiện thiết yếu này rất hữu ích và rất tối cần, là những phương tiện cấp cứu trong cơ đại khảo đó các con. Càng khổ thì phải càng tự tại nội tâm, càng niệm Phật, càng thiền định, càng phóng sanh, càng bố thí, càng tạo phước duyên và kiên trì trai giới. Ráng nhớ lời cha dạy và quyết chí lo tu nghe các con.
Cha ban ơn cho tất cả các con. Thánh huấn của Đức Kim Thân Ngọc Đế khi tiếp các bạn.